Dạ anh thích. Dẫn ra mày hai kia kéo giùm em đi. Có một cục đá mà giao luôn á. Đù, bữa nay Liên Ngô mua cục đá mà giao. Ủa, em đi mài kéo là em phải đi mua cục đá mài kéo chứ sao mua cục đá mà giao? Ai biết đâu ạ. À. Đúng không? Thí dụ mình đi mua cái cục đá phải cục đá mài kéo chứ mà sao cục đá mài giao được? Cục đá mài giao chứ. Nói chơi vậy thôi chứ đây là cái cục đá mài giao là mình mới mua về. Thì ngày hôm nay mình sẽ chỉ cho lại định một cái cách mà mài kéo rất là đơn giản luôn là bằng cục đá mài. Nó đây. Nó lục rồi, lục lắm đây, rồi. Đây, rất là lục luôn ha. Cắt không đứt gì hết trơn phải không? Đây một cây nữa nè. Đây. Đó, cắt là không đứt luôn. Thì ngày hôm nay mình sẽ chỉ ra đây là một cái hai cách mài kéo cực kỳ đơn giản luôn. Có nghĩa là ai không biết vẫn mài được luôn. Ha. Bây giờ về mình ngâm cục đá vô nước cái. Thì cục đá mình mới mua về thì mình đóng hai cái đinh vô. Ngay miếng vải hoặc miếng như gì đó. Miếng gỗ nè. Biết chi không? Đóng gì chi không? Đặng nó cố định cái cục đá lại. Nó chịu lại. Thí dụ mình mài á thì nó sẽ không có bị chạy. Đây ở sau này mình thêm cục nữa nè. Đây cục đá bây giờ nó rất là cứng rồi nè. Mình phải cố định lại mốt mình mài dai mà mài kéo hay là mài búa luôn. Nó khỏi đó, là mình thấy nè. Đây mình đưa vô là nó không bị chạy. Đúng rồi. Thì mình sẽ cái cục đá mới mua về mình thổi nước lên cho nó rút vô cái cục đá nè. Đây là mình sẽ chỉ ra đây là cái cách mài cái cây kéo mà cây kéo cắt giải này trước. Đây thì cây kéo mà thường thường những cây kéo cắt giải á, thường thường là mình mở cái đầu này ra được nè. Mở cái con ốc ra đó, xong mình mở cái con ốc bên đây ra luôn. Đây đối với mà những người á, ai mà biết mà chuyên nghiệp mài kéo á thì mà mình á là mới mài bề này. Đây là mài bề này nè. Đây nhưng mà không, mình không chuyên nghiệp á là mình đừng mài bề này, mình chỉ mài bề bên đây thôi. Cái bài sang bài này, bài sống thì đúng rồi, bề ra ngược lại mình đừng mài. Mài là không biết mài là mài đó là nó sẽ là lục nhách luôn. Cái này mình lấy giấy nhám mình chà nhẹ là cũng được. Cái chiều nam thì mình sẽ đặt cây kéo lên là cho nó bằng ngay cái chiều nè, thấy không? Giống như là ở ngoài lật vô vậy. Đúng rồi, ở ngoài lật vô nè. Đây mình sẽ giữ cố định mình mài. Mình sẽ đẩy giữ cho cố định cái tay mình chịu ở dưới nè. Và nó cho nó có là mài cái chiều nghiêng nó đó. Đây ở định ha nè. Mình mài cái mình mài cái chiều nghiêng thôi rồi chút xíu là nó có cái bề nè, thì mình mài lại một cái nữa. Đây bây giờ mình sẽ mài cho đại đình coi. Thường thường á là mài dao á, thường thường người ta này rất là dễ, nhưng mà với mài cây kéo á thì nó hơi khó, khó hơn nhiều lắm. Tại vì ai mà không biết mài kéo là mài không cắt đứt luôn. Đây đó, mình mài ở được nè, thấy không, sơ sơ thấy không đó. Thì bây giờ mình sẽ mài cái chiều này. Đây mình sẽ nghiêng cái kéo nhẹ lên, tại vì nó có hai lớp nè, một lớp ở trong á là nó nghiêng vô, một lớp ngoài nghiêng ra. Mình sẽ dựng cho cái bề nghiêng trong, mình sẽ đẩy đây phải giữ cố định nha. Đẩy vậy nè. Đó. Biết tại sao mình đẩy ngược ra, tại vì cái cây kéo á là mình cắt thì cắt ở trong á là cắt ra, thì cái miếng vải nó ở sau trong nó chạy ra. Mình mài ngược vô thì nó dính cái bám cái găng, như cái găng nó xuôi ngược vô nè. Vậy là mình phải đẩy ra. Đây giờ nó nè, nó thấy nó im rồi nè. Rồi nè, nó nhám rồi đó. Ê chờ xíu đứt tay giờ vậy nè, mà cảm giác mà nó nhám hết trơn là nguyên cái lưỡi kéo là được. Đúng rồi. Cái chỗ nào không nhám á thì mình mài cái chỗ đó lại cho nó nhám lại luôn. Đây nhám hết trơn nè. Đây là mình chỉ liếc vài cái cơ bản thôi là nó sẽ bén. Ok thì bên đây thì bên đó làm sao thì bên đây làm y gan vậy. Rồi. Hai bên này y gan nhau thôi. Đó, mình đẩy vậy nè, nhớ nha, cái tay mình phải cố định, mình đẩy vậy nè. Đẩy tới vậy nè. Cây kéo kia cũng vậy luôn hay sao, hay là khác? Cây kéo kia mài khác nữa, cây kéo này khác. Nè bây giờ em gờ bên đây thứ này. Đó, coi nó bán nhám hết trơn. Nhám hết rồi. Đó, bây giờ mình đẩy nè. Đó. Cho nhám thiệt nhám, cho đều thiệt là đều mới được. Đây, nó nhám hết trơn nè. Đó, thì bây giờ mình gáp vô là được rồi. Mình mài không có cần mà nó gọi là nó sáng quá đâu, nó bình thường thôi. Chỉ liếc vài đường cơ bản là nó sẽ bén thôi. Phải đúng nha, chứ đúng không phải là mài chỉ đại. Nhưng mà mình nói là mài phải đúng. Cái này mình dám bảo đảm đại định luôn, bén cực kỳ. Kỳ bén. Mình dặn ốc vô. Đây, kéo á, dặn vô thì mình dặn cho nó có độ hở một chút. Đây, mình nè, cây kéo mà lúc á,
mà mình mài xong á, mà buông ra nè. Nghe tiếng sắt không? Đó. Thì bây giờ mình chảy mình giải lên đây. Đây, bây giờ mình sẽ cắt nha. Ờ, bé gì? Đây, đây thấy không? Đó. Thấy không? Nè, bán từ từ trong mà tới đầu luôn. Đây. Thì mình á mài á vậy nè, thí dụ mình cắt á, thí dụ mình ngay chỗ nào á mà nó không được á, mà nó bị dấp giải lại thì mình coi cái đó, mình mài cho nó víu cái lưỡi bên qua kia luôn. Đây. À, đó thấy không? Ngay luôn thấy không? Wow. À, thế đơn giản không? Đơn giản. Đó, vậy là đây là được một cây kéo cắt giải bình thường. Đó, còn với cây kéo là inox nè. Như vậy thì mình không có gỡ ra được. Đúng rồi, đúng rồi. À, đây bây giờ mình được giải mình cắt rồi. Không đứt luôn. Đó, rất là khó đứt phải không? Bọc này kia được thôi. À. Chứ cắt giải là cắt cái đó cắt không được đâu. Mình sẽ nghiêng cái cây kéo. Đây, cái cây kéo là có cái chiều nè, có cái chiều nè lưỡi đó không? Nè, có cái chiều ngang nè phải không? Mình lấy chiều này mình đẩy tới hoài luôn. Y gan như cái kia vậy đó. Cái cục đá mình phải để ngoài cái ghế. Đây, mình sẽ đẩy tới đây. À, đẩy hoài luôn nha. À, đẩy một chiều một hai chứ không có chiều thứ hai. Cái kéo hay nóc á thì dễ mài hơn rất là nhiều. Mình chỉ đẩy hoài tới vậy nè. Ừ. Tại vì mấy cái này em chỉ để em ca mày cá này kia. Nhưng mà anh sẽ cho em cắt giải được luôn. Đó. Cái tay mà nó lúc nào mình cố định, mình giữ ngay chỗ mũi nè. Đó mà đẩy nè, đẩy đó là cái kéo nó rất là cố định nè, thấy không? Ừ. Anh thấy đẩy đều không? Ừ. Chứ không phải là mài cái dao mà mình á là thấy cạo vậy đâu, mà nó nhám là được. Còn cái này mình cái kéo á là mình phải chà cái bề bên đây. À. À. Đúng rồi, chứ không phải là lướt như cái dao được. Đó, bây giờ bề bên đây là vậy nè, thấy vịnh thứ hai, ok chưa? À, rồi bây giờ tới mình mài bếp bên đây, là đi. Hai bên y gan nhau đi. À. Có nghĩa là mình không có vuốt gì được, mình phải kéo bên đây nè, mà thấy mà nó cảm giác mà nó nhám lại là được, nhám nhám cái tay mình nó là được, thì mình mài bề bên đây nữa là bén. Yeah. Tới mình mài mà thấy nó bén rồi thì mình đẩy nha, nhẹ nhẹ nè. Đó, có điều cái kéo lại đó. Rồi mình gờ bên đây, coi nó nhám hết chưa. Đó, chỗ nào nó nhám hết thì được nha. Ở đây chỗ này chưa nhám nè. Đó, mình đẩy lên chỗ này luôn. Đó. Nhớ nha, cái kéo là mình phải giữ cố định. Cái tay mình hai cái quả nè mình đưa đây nè. Ừ. Đó. Mà mình phải chịu lại. Đúng rồi, mình phải chịu lại. Bên đây cũng vậy nè. Đó. Đó, mình giữ chà cái nữa. Có đè xuống không hay là... Có chứ. Chịu xuống nè. Mình chịu xuống. Mình đè. Có ra được nè. Nhớ đi. Thì đại đình á là cứ cái kéo mình mài á là mình thấy cái chiều nè, thấy chiều mặt nè phải không? Đó, mình mài giờ rất là bằng nè. Mình để kéo xuống ngay chỗ này, mình chịu lại là thấy cái kéo nó vững ngay chiều này nè. Ừ. Thì mình cứ đẩy từ trong, mình đẩy ra. Kéo đây. Ra. Ừ, đây, đẩy trong đẩy ra hoài. Không, đẩy trong đẩy qua hoài nè. Mà chừng nào mà cảm giác mà này nó quíu nè. Ừ. Nó cái cạnh nè, mà nó nhám lại là được. Thấy không? Đúng không? Đó là được. Rồi đó, bây giờ hai xong rồi đó. Trong cái lúc á mình á là mài xong mình mới lấy cái kéo mình nghiến lại thử nè, nhìn nghe tiếng nè. À. Thấy không? Là được cái kéo nó khít nhau á. Đúng rồi, đúng rồi. Tại vì răng hai cái miệng trên miệng dưới nó khít nhau. Đó, bây giờ mình sẽ cắt giải thử. Đây cái kéo hồi nãy rất là không cắt không được này. Ừ. Đó. Rồi, đây mình thấy không? Đó, miếng giải đây, đợi nè. Wow. Thấy đơn giản không? Đơn giản. Đó, muốn cắt bao nhiêu đứt nè. Đó. Thấy không? Nè, một nhồi luôn nè. Ừ. Phát một đứt. Thế này kéo giờ đơn giản không? Đơn giản. Đơn giản chứ không phải đơn giản như nghĩ đâu nha. Đúng rồi, biết mài mới bán, còn không biết mài hả? Không bán đâu.